Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Củ Cải Shop. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số điều rất là đặc biệt nha. Vào cuối tuần này, Củ Cải Shop sẽ tham dự lễ hội hóa trang Halloween cùng với rất là nhiều gian hàng khác tại trung tâm triển lãm Vân Hồ số 2 Hoa Lư Hai Bà Trưng Hà Nội. Ở đây có rất là nhiều gian hàng cùng rất là nhiều chương trình mới. Và để cập nhật thông tin sớm nhất thì các bạn đừng quên lên kênh Facebook Củ Cải Shop để theo dõi nha. Và cùng xem rằng điều đầu tiên chúng tôi bật mí với các cậu trong chương trình hỗ trợ lần này là gì nào? Rất là nhiều thứ hay luôn. Trên mặt các bạn là mẫu Clear Slam K-pop mới nhất của Củ Cải sẽ có mặt ở cuối tuần này tại hỗ trợ nhé mọi người nhé. Chúng tớ có đủ các nhóm nhạc từ BTS này, Blackpink hay cả Twice nữa, nên mọi người yên tâm nhé. Đầu tiên chúng ta cùng đến với nhóm nhạc đình đám nhất hiện nay, đó chính là BTS. Xem chúng ta sẽ có những cái gì nào. Trước mặt các bạn thì có đầy đủ các mẫu slam đủ thành viên của nhóm nhạc BTS, gồm 7 thành viên. Tuy nhiên là các mẫu ở đây thì hầu hết các bạn đấy đã mua những cái mẫu đẹp nhất, nên là mình cũng không còn nhiều. Mình chỉ quay ví dụ cho các bạn thôi. Tông màu chính của chúng tớ sẽ không phải là tông màu xanh như thế này, tại vì những cái tông màu đẹp nhất thì các bạn đấy mua mất rồi. Nhưng không sao nhá, mọi người yên tâm, hỗ trợ sẽ có rất là nhiều mẫu đẹp. Chúng tớ có đủ thành viên từ anh cả Jin, Suga, RM, J-Hope, V, Jimin và cả Jungkook nữa. Không những vậy, chúng tớ còn có tận 3 mẫu drum đối với mỗi thành viên trong BTS, phù hợp với các MV mà các bạn ấy đã ra từ trước đó nữa. Cùng chúng tớ ngắm nghía một vài mẫu slam sẽ có trong sự kiện hội chợ tuần này nhé. Các bạn lưu ý giúp mình là 100% slam của Củ Cải Shop đều sử dụng drum, chứ không phải là sử dụng ảnh. Và chúng tớ đều cho hương liệu 100% nhé. Tức là cả những chất clear slam cũng sẽ có hương liệu mà không hề bị đục một chút nào. Đó là bí quyết riêng đó. Có rất nhiều phiên bản cho mỗi thành viên luôn. Và tất cả đều rất đẹp, rất ok. Từ J-Hope đến Suga, Jungkook nữa, Mi nữa nè. Cùng test thử độ dẻo của một em clear trong những hũ clear slam K-pop Củ Cải nhé. Có thể mình chơi không được chuyên nghiệp lắm, cũng bởi vì một phần mình đang sử dụng một tay để cầm điện thoại. Tuy nhiên là mọi người cũng có thể nhìn thấy cái độ dẻo của em này rất là ok. Và không chỉ có mình em này đâu, mà tất cả những hũ clear khác cũng đều có độ dẻo như vậy, chơi cực kỳ đã tay luôn. Ngoài các anh nhà trong BTS thì Củ Cải Shop cũng đã làm thêm những mẫu slam của các chị đẹp trong Blackpink để phục vụ nhu cầu của các bạn khách. Tuy nhiên trong video này thì mình không có quay hũ slam Lisa, bởi vì rất là đơn giản là bọn mình đã bán mất rồi. Tuy nhiên mọi người đừng lo nhé, trong hội chợ thì vẫn sẽ có mặt đầy đủ của các thành viên trong Blackpink. Tuy nhiên là số lượng cũng không có nhiều đâu, nên các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Và mặc dù chất lượng video của tớ vẫn còn chưa tốt, như ánh sáng vẫn còn yếu hoặc là kỹ thuật quay vẫn còn chưa ổn, tuy nhiên nếu như các bạn đã theo dõi Củ Cải từ trước đến nay, có lẽ các bạn đã nhận thấy rằng chất lượng sản phẩm slam của Củ Cải đã tiến bộ rất nhiều, đúng không nào? Điều này có được chính là bởi vì chúng tớ đã cố gắng nỗ lực hết mình để mang tới các bạn những sản phẩm tốt nhất để đáp lại sự ủng hộ của các bạn với chúng tớ từ trước đến nay. Và chúng tớ hứa là chúng tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mang tới cho các bạn những sản phẩm tốt nhất. Ngoài BTS, ngoài Blackpink, chúng tớ còn có cả nhóm Twice nhé mọi người nhé. Không những thế, chúng tớ còn có cả Cloud Slam K-pop, như các bạn thấy này, BT21 nữa này. Trời ơi, có thể dễ sợ luôn. 100% Cloud Slam được làm bằng Snow Wonder và 100% slam Củ Cải đều có hương liệu nhé. Ngoài slam và nguyên liệu, chúng tớ sẽ còn có rất là nhiều đồ idol K-pop
Rất là nhiều đồ phụ kiện mới sẽ được mang đi tại hội chợ của tuần này. Ngoài ra có cả quần áo nữa, thế nên mọi người đừng quên lịch nhé. Lần này chúng ta có mang tới những mẫu quần áo Hàn Quốc mới nhất, những mẫu sản phẩm về idol K-pop cực kỳ nhiều. Và lúc nào sự có mặt của cục ngài cũng sẽ làm cho hội chợ thêm đông vui hơn, đúng không nào? Mọi người đừng quên nốt lịch lại nhé. Chúng tớ sẽ ở gian B3, B4, hẳn 2 gian luôn cho các bạn, tha hồ quẩy. Các bạn nhớ đừng quên nhá, Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ thứ 6 đến Chủ nhật tuần này, từ 26 đến 28 tháng 10 các bạn nhé. Thông tin chi tiết các bạn xem tại Facebook của Cải Shop nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.